Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là gì? BVH Gamer đây. Yeah. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một tựa game hết sức là mới ở trên cửa hàng CS Play, đó chính là tựa game Archery King. Đấy. Hay là mình thực biết là theo cái tựa game này là tựa game bắn cung, các bạn cầm cung bắn. Đó, thật sự rất là hay. Đấy thì ở đây như trước mặt các bạn, đây là một tựa game màn hình rộng các anh em ạ. Đó thì mong em thông cảm nha. Đó thì tựa game có tên kia game ở đây là Archery King này. Đấy anh em nào mà thấy cái tựa game này mà tí nữa mình chơi theo dần thì hãy lên mạng CS Play, đấy cửa hàng CS Play, và search ngay Archery King để về tải cuộc chiến cùng BVH Gamer nha. Vâng, ở đây thì nó sẽ có đăng nhập bằng Facebook và chơi luôn, và mình sẽ chơi luôn. Đăng nhập làm gì anh em ạ, tốn thời gian. Rồi anh em đây. Vâng, đây là một tựa game hai thơ Let's learn to how to sweat a rat. Thì what the fuck, người Việt Nam tôi biết anh em ạ. Đây các bạn, wow wow. Wow, các bạn nhìn chưa, có một đôi tay và một cái vòng cung rất là chất. Phá, wow, 9 điểm luôn anh em. Vâng, và độ xa thì xa hơn. Vâng, tôi đang nhắm vào cái tâm nhỏ hơn. Vị trí thì nó nhắm tới cái tâm nhỏ kia. Wow, vẫn là 9 điểm anh em ạ. Tiếp tục này, tôi sẽ nhắm cái tâm nhỏ. Trời ơi, 8 điểm anh em ơi. Thật sự là chơi rất là khoe luôn. Vâng, và vừa chưa kịp gì nữa thì nó đã đưa mình ra là một đấu với một ai đó. Vâng, để mình xem mình sẽ đấu với ai với người. 500 ngàn luôn anh em ạ. Vâng, màn đấu chỉ giá 1 ngàn này, gọi là 1.000 đô đấy. Trời ơi, 9 điểm thôi được. Đó, để xem thằng này nó bắn coi. Hộp quá anh em ạ. Việt Nam, mình là người Việt Nam đang đấu với người gì nước gì Ấn Độ sao? Cười ỉa, nó bắn được cái khung trắng kìa, what the gà, nó nhầm bao nhiêu lâu mà nó bắn. Anh em ơi, có lẽ nào chính là nó mới điểm. Trời ơi, what the fuck. Thằng kia hết cửa rồi anh em ơi. Đi chậm. Có lẽ nào 3 điểm. Chơi mình sẽ đính chính với các bạn nha, không phải cứ đi chậm là mua cái tâm nhỏ ấy đâu. Thật sự là nó ảo cho tôi, thằng kia vừa tâm nhỏ đi chậm đi ra ngoài nha. Đây, hãy nhìn ta đây. Ta nai đi. Đó các bạn, bắn cái thời gian nha. Vâng, bạn nào mà thích tựa game này hay, đẳng cấp mình thấy hay đó, bạn nào thấy hay chúng mình sẽ lên CS và đây tải ngay đi. Tải ngay đi. Ôi giời ơi, ông này ông bắn xịt như hạch các bạn ơi, đúng là Ấn Độ bắn đi xịt cho anh em ạ. Anh em thấy gì không? Anh em thấy gì tôi thấy không? Trời ơi, 10 điểm, 9 điểm không anh em ạ. Ôi, đi chậm mày, đi chậm mày. Cười ỉa luôn, trời ơi, you win, 19 năm. Họ Việt Nam anh em, thêm Việt Nam vinh danh vãi đái luôn anh em ạ. Việt Nam vinh danh vãi trưởng luôn, vâng. Tiền về, hàng về, hàng về. Ok, chơi tiếp này, thằng nào vô bước xác ra anh chấp hết. Một mình anh chấp hết. Vâng, đang tìm kiếm đối thủ của bạn, đang hăng không bạn? Thật sự là nhưng à, lại Ấn Độ hay cái gì này? Mình không biết tên nó, mình có đại Ấn Độ thì sự nó gà quá. Đây anh em. Trời ơi anh em, phát đầu tiên. Đó, cho này áp lực luôn anh em ạ, phát đầu tiên. Phát đầu tiên nó thấy cưng thế thế nào, cưng nhắm đi. Trời ơi, đủ tuổi đâu. Dô. Trời ơi, các bạn Ấn Độ này ốc quay cả đái này, ốc trong trong các bạn. Gà. Sợ ơi, tôi thật không nhìn 10 điểm. Ôi kìa, anh em kìa. Vừa là ban giám khảo phải wow xịt luôn anh em ơi. Đấy, đi chậm. Wow, what the fuck, thằng này cứ đi chậm là vô rồi. 2 điểm anh em ạ. À. Anh em nhìn tôi nè. Sai. Wonderful. Không thể nào tin nổi, tuyệt vời. Wonderful. Đấy anh em ơi, wonderful. Tuyệt vời. À, giờ này nó tiến bộ hơn, bắn có 3 điểm thôi nha, mà what the fuck.
Wonderful. Wonderful. Vừa điểm các bạn, tôi thật sự tôi nói các bạn, mình thật sự nói với các bạn đó, mình chưa đạt được quá. Ôi, ba đẻ quá. Chiến thắng thuộc về PMH Gamer Việt Nam rồi. Trời ơi, đẳng cấp. Việt Nam đẳng cấp, không bao nhiêu. Tiếp luôn à. Chơi đó thằng nào nước này, Mỹ mổ này, cân hết rồi, Việt Nam cân hết anh em ạ. Các bạn mình là PMH Gamer, anh em thấy mình đẳng cấp thì rồi lại thằng Ấn Độ này, what the fuck này Ấn Độ à. Rồi mình giã sấp bất lờ luôn này. Trời ơi, nói gì nữa anh em, một câu ơi, một like đây, cho một like đây anh em, cho một like. Cho một like đây, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, cho một like liền. Ôi ơi, thằng này ghê các bạn ạ, bắn 8 điểm kinh rồi. Ôi anh em ơi, 8 điểm đẳng cấp sau 10 điểm tôi đó ạ. Tuổi đó, thằng này tuổi, mấy thằng này là không có tuổi luôn nè, xem à. Con này bắn vào đâu, ôi đi chậm chậm này ra ngoài. What the fuck các bạn ơi, nó bắn 10 điểm này xem. Mày đấy, được, thằng này chưa được. Trời ơi, wonderful, mình sợ nó quá cơ đấy. Thôi 9 điểm mà tuổi ơi. Giữa tâm này, giữa tâm luôn anh em này. Fantastic. Fantastic. Đặc cấp. 8 điểm. You win. Vỗ tay anh em, vỗ tay. Vỗ tay cho người Việt Nam này anh em. Được. Được cái cung gì nữa đây anh em ạ? Thôi dẹp đi, dẹp hết, chơi tiếp. À lần này mình sẽ chơi màn lớn hơn 2000 luôn anh em ạ. Cực 2000 luôn, nhớ thắng là mình sẽ đẳng cấp của mình đẳng cấp quá nên mình phải chơi luôn 2000 luôn xem sao. Mỹ. Tìm được một thằng nước Mỹ đấy các bạn ơi, chơi luôn, chơi quất bỏ mạng luôn, bỏ mạng luôn. Đẳng cấp là đây anh em ạ, tự tin chiến thắng. Ui thằng này cũng đẹp ghê anh em ạ. À, xem người Mỹ như thế nào. Xem người Mỹ như thế nào. Ôi các bạn kéo rồi, người Mỹ bắt 3 đẹp anh em ơi. Ai kỳ vậy luôn. Wonderful này, wonderful này. Perfect. Không wonderful thì perfect. Cái gì đi chậm chậm, có lẽ nào chính là nó 3 điểm anh em ạ. Trời ơi quá buồn cười vãi cái đái luôn. Uầy căng hả. Trời ơi là trên những 8 điểm anh em ạ, không sao, đẳng cấp hơn nó đã bắt 3 điểm các bạn ạ. Họ ơi những Mỹ 3 điểm chắc chắn rồi. Trời ơi bắt 3 điểm nữa anh em ơi. Ba này bắn 10 điểm phát răng mặt chơi. Wonderful. Trời ơi, 8 điểm nữa anh em ạ. Thật sự là khó mãi. Không được ấn các bạn ạ. Nó là bắn không được ấn. Phá rối mình chơi là gì cắn. Win. Và win rồi. À, thật sự là mấy thằng Ấn Độ với thằng Mỹ bắn như cứt các bạn ạ. Đấy. Thì như các bạn đã thấy đây, mình đã giới thiệu cho các bạn cái tựa game gọi là cái gì quên mất tên rồi ta. Cái game gì ta? Để mình xem đã. Thôi, không cần biết cái tựa game mất tên cái gì. Cái gì xinh xinh gì đấy các bạn ạ. Đấy thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái tựa game này là gọi là thẳng luôn nhá. Bắn cung. Đấy. Anh em phải dịch xem tiếng Anh là cái gì nhá. Anh em là người nước ngoài dịch xem mình tiếng Anh tựa game bắn cung là gì nhá. Đấy, đây mình cũng giới thiệu cho các bạn cái tựa game gọi là bắn cung đã xong rồi. Đấy, anh em nào mà thích cái tựa game này thì hãy lên cửa xem play và tải ngay.
để cùng chiến với mình nha các bạn nha. Còn bây giờ thì mình cũng như PMH Gamer xin chào tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video game tiếp theo. Bye bye.